Quý vị và các bạn thân mến, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng không chỉ giúp học sinh hiểu về những giá trị tốt đẹp của dân tộc mà còn bồi đắp tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các em. Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục lịch sử địa phương đối với thế hệ trẻ, thời gian qua, ngành giáo dục đã tăng cường công tác giáo dục lịch sử địa phương tại các trường học. Ghi nhận từ một buổi học ngoại khóa của trường Trung học phổ thông Trần Văn Lan tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Chùa Tháp. Lịch sử địa phương là một bộ phận quan trọng của lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới. Tích cực tuyên truyền giáo dục lịch sử địa phương để giúp mọi người khắc sâu những chiến công anh hùng, những địa danh lịch sử, những giá trị cao đẹp. Những giá trị lịch sử giúp chúng ta có một lòng tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo và linh hoạt của Đảng trong giai đoạn hiện nay và mai sau. Cùng các địa phương trên cả nước, các trường học đã triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục lịch sử truyền thống địa phương cho thế hệ trẻ. Thông qua giáo dục truyền thống, nhà trường đã định hướng lý tưởng cho học sinh, để từ đó mỗi học sinh thêm tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử và tự hào về những giá trị truyền thống ở quê hương mình. Với cái tiết học hoạt động trải nghiệm bên ngoài nhà trường, thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 và kế hoạch giáo dục của nhà trường, trường Trung học phổ thông Trần Văn Lan phối hợp với lại ban quản lý của các khu di tích lịch sử và các cái khu văn hóa lịch sử địa phương để tổ chức các cái hoạt động giáo dục cho học sinh, hình thành cho các con cái phẩm chất yêu quê hương đất nước và tinh thần sẵn sàng cống hiến để bảo vệ quê hương đất nước. Được đến với đền Trần, các con sẽ tìm hiểu được một cách sâu sắc về cái vị trí và vai trò của nhà Trần trong lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam. Các con sẽ biết được cái kiến trúc của nhà Trần, những cái di tích biết nói. Nó gợi lại cái quá trình xây dựng đất nước trong buổi này thì tôi thấy rằng là các con đã rất là háo hức và các con thấm hơn những cái bài giảng của các cái thầy cô, cũng biết được ý nghĩa hơn về cái giá trị lịch sử văn hóa địa phương và từ đó là các con có trách nhiệm hơn đối với lại việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử địa phương nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, sự biết ơn đối với các bậc tiền nhân, vun đắp những truyền thống tốt đẹp của cha ông, là cội nguồn, là sức mạnh nội sinh để phát triển kinh tế xã hội bền vững. Trường Trung học phổ thông Trần Văn Lan cũng như nhiều trường học trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có nhiều hoạt động phong phú giúp học sinh nắm bắt lịch sử truyền thống một cách trực quan sinh động, đã gắn giáo dục địa phương với các di tích lễ hội truyền thống. Không chỉ gói gọn qua các bài học lịch sử, địa lý, ngữ văn, giáo dục truyền thống đã trở nên đầy hấp dẫn thông qua rất nhiều hoạt động ngoại khóa ý nghĩa. Đến khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Chùa Tháp tham quan dâng hương tưởng nhớ các anh hùng Trần Triều và Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trong không khí náo nức của lễ hội Trần, khiến các em học sinh vừa thích thú ấn tượng và xúc động tự hào, cảm nhận sâu sắc hơn những đóng góp lớn lao vĩ đại mà Trần Triều đã cống hiến cho quê hương đất nước. Trên đất xưa nền cũ vẫn như âm vang tiếng ngựa hí, gươm khua, quân reo, lắng tiếng lòng đồng vọng ngàn năm từ khát vọng của những người đi mở đất, để cùng với Trần Triều, Thiên Trường đã trở thành một vùng đất thiêng trong tâm thức của lớp lớp con dân đất Việt nói chung và con dân Nam Định nói riêng. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình giáo dục phổ thông hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp với bộ môn giáo dục địa phương, thì sau một năm triển khai chương trình năm 2023-2024 thì nhóm hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp với kết hợp với bộ môn giáo dục địa phương của trường Trung học phổ thông Trần Văn Lan đã xây dựng chuỗi các hoạt động linh hoạt sáng tạo, tạo cơ hội cho các em học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng của các môn học để thể hiện những nhiệm vụ được giao hoặc là giải quyết những vấn đề trong thực tiễn. Và những giá trị mà các em học sinh nhận được đó chính là khả năng khám phá về bản thân và tự nhiên, phát triển đời sống tâm hồn, phong phú, biết dung cảm trước cái đẹp của thiên nhiên, đồng thời bồi dưỡng cho các em học sinh tình yêu quê hương đất nước, ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc, góp phần giữ gìn và phát triển những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam trong một thế giới hội nhập. Trong những ngày tháng 8 âm lịch, thì nhằm giáo dục cho các em học sinh ý thức hướng về cội nguồn, thì chúng tôi đã xây dựng một chuỗi các hoạt động
học tập tại đền Trần kết hợp với Ban Quản lý Di tích Lịch sử đền Trần nhằm giáo dục cho học sinh kiến thức về lịch sử, văn hóa, ý thức bảo vệ cũng như là tôn trọng di sản văn hóa. Và qua đó thì giáo dục cho học sinh sự tri ân, công lao đối với các vị vua Trần và Đức Thánh Trần nói riêng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn bao đời nay của dân tộc ta. Đồng thời đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu những nét đẹp văn hóa con người Việt Nam để các em học sinh có thể cảm thấy yêu mến và tự hào khi mình là con người của quê hương Nam Định. Đến với buổi học tập trải nghiệm ngày hôm nay thì em cảm thấy rất vui và bổ ích. Nơi bọn em hôm nay đến là một nơi rất là linh thiêng, nơi tưởng nhớ công đức của các vị vua thời Trần. Em được các thầy cô giới thiệu về cấu trúc lịch sử đền Trần cũng như là các giá trị văn hóa. Em học hỏi được rất nhiều những kiến thức về đền Trần. Em nghĩ là các bạn học sinh sẽ cảm thấy rất là bổ ích, tự hào khi mình là một người con của mảnh đất Nam Định. Và em mong rằng là các thầy cô có thể tổ chức nhiều những chuyến đi như thế này hơn nữa để các bạn học sinh cũng như là em có một không gian trải nghiệm thực sự. Khi được cùng với các thầy cô tham gia học hoạt động trải nghiệm ở đền Trần thì em thấy rất là vui và được tham gia vào lễ dâng hương cũng như là tưởng nhớ tới công lao của các vị vua Trần. Và qua những buổi học ngày hôm nay thì em tiếp thu được rất nhiều và tìm hiểu rõ hơn khi được nhìn tận mắt di vật của học từ thời Trần. Sau buổi học thì ý thức giữ gìn và bảo tồn phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông ta ngày xưa của bọn em sẽ được nâng lên giữ lại cho các thế hệ mai sau này. Sinh thời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục lịch sử truyền thống địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ là nhiệm vụ rất quan trọng cấp thiết, cần được các cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể, đơn vị quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp triển khai đồng bộ theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tạp chí Giáo dục và Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Xin kính chào và hẹn gặp lại.